Để góp phần hạn chế rác thải nhựa, việc tái chế vật liệu thải là một trong những giải pháp mang tính khả thi cao. Một trong số đó là mô hình sản xuất gạch từ rác thải nhựa. Đáng chú ý, tác giả của mô hình này là các bạn sinh viên còn rất trẻ. Thoạt nhìn thì đây không khác những viên gạch bình thường. Thế nhưng chúng lại rất đặc biệt bởi được làm từ nhựa. Chính xác hơn thì một phần nguyên liệu để làm gạch là nhựa polystyrene, nhựa PS, lấy từ nguồn rác thải hộp xốp đựng cơm, thức ăn và ly nhựa đựng cà phê, nước uống, vốn được sử dụng rất phổ biến ở Việt Nam. Tụi em đã hình thành nên cho mình một cái ý tưởng là mình sẽ sử dụng những cái gạch, những cái vật liệu, những cái nhựa thải như là nhựa PS này nọ để tụi em có thể tiến hành làm một cái loại vật liệu mà tụi em tạm gọi là gạch. Gạch làm từ nhựa là sản phẩm của dự án sáng tạo Octoplastic của nhóm sinh viên khoa kỹ thuật hóa học Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Xuất phát từ thực trạng rác thải nhựa là vấn nạn môi trường của Việt Nam, nước đứng thứ tư thế giới về lượng rác thải nhựa thải ra đại dương, các nhà nghiên cứu trẻ đã mầy mò cho ý tưởng biến rác thải nhựa thành vật liệu hữu dụng. Nguồn phế thải là một nguồn nhựa polystyrene, một loại nhựa không thể tái chế được, cho nên nó mang một cái thông điệp là tôi muốn gửi tới mọi người là thay vì mình vứt, mình đem đốt, mình đem chôn những cái loại nhựa như thế này, mình hãy xử lý nó lại để mọi người chung tay góp phần vào bảo vệ môi trường. Những viên gạch không nung ra đời qua 3 công đoạn chính. Hộp xốp, ly nhựa PS được cắt và nghiền thành những hạt nhựa nhỏ. Sau đó cho xi măng và nước vào cùng hạt đã nghiền để tạo hỗn hợp chất kết dính. Hỗn hợp được cho vào khuôn, phơi khô hoặc sấy trong vòng 24 giờ. Tụi em phải lên đọc rất là nhiều bài báo ở trên mạng, cũng như là những cái trang khoa học trên thế giới thì để tìm ra được những cái hóa chất mình cần dùng, cái thiết bị cũng như là cái tỷ lệ pha trộn, thử và sai rất là nhiều lần thì nó mới ra được một cái tỷ lệ tối ưu. Loại gạch làm từ nhựa này đã được kiểm nghiệm, đánh giá là gạch nhẹ, có cơ tính cao, chịu lực, cách âm và cách nhiệt tốt. Cái sản phẩm của tụi em đang ứng dụng trong việc lót sân, làm những cái đồ lưu niệm như là chậu cây nhỏ nhỏ các kiểu. Có những cái nhà đầu tư họ có thể cùng cái dự án để mà phát triển ra nữa để đưa ra thị trường. Thì hiện tại là dự án có thể hoàn toàn hỗ trợ được để mà các cái địa phương có thể là sử dụng ngay cái phần chất thải nhựa của mình. Mỗi năm Việt Nam có gần 2 triệu tấn rác thải nhựa, nhưng chưa đầy 30% trong số đó được tái chế. Để giảm thiểu rác thải nhựa, cần đẩy mạnh hoạt động tái chế, biến rác thải thành nguồn nguyên liệu như dự án Octoplastic của nhóm sinh viên Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã được ghi nhận với giải nhì cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo vì một đại dương không nhựa do UNESCO tổ chức.